Xin chào cả nhà đến với kênh Thông Bảo Cần Thơ nghe. Thì bữa nay em có chuẩn bị mà em mới đi dân lưới dính được mớ cá củ phi với cá sạc gàng đường nè mọi người. Em ăn xong rồi nè. Bữa nay trời mưa quá trời luôn á, dân dính được có nhiêu đây hả? Rồi mình đi ra vườn mình hái mớ rau ngổ vô đây. Đang mình hấp với cá mọi người ơi. Mời mọi người theo chân em nha. Mình đi ra vườn đây mình hái vài cọng rau ngổ vô mình hấp cá. Cái đám rau ngổ này không chạy thấy tốt quá luôn. Cái này rau gỗ vườn nhà trồng luôn nè mọi người. Cái này có mưa lai gai tốt quá trời luôn nè. Hái vô mớ mình vô mình hấp cho cá. Cá đó mọi người mớ mình chiên nha. Trồng cặp với mấy lúa nè mọi người cho nó có cái chất cơ phần nó tốt. Ồ cái đọt nó non, đọt non nhút. Ôi. Ôi. Cái dừa khô cũng tốt trên cây cũng xuống đây. Đây trái nữa nè. Mình hấp cá ăn ngọt lắm đó mọi người. Cái chắc nó đắng đắng gì chứ mình ăn là cực ngọt luôn á. Cái này mà có lươn á, lươn hấp còn ngon nữa. Mới rau ngổ nãy em hái rồi nè mọi người, nhưng mà em lặt mấy cái lá bỏ mọi người ơi, tại vì nếu như mình để lá mình ăn á thì mình hấp nó sẽ hơi bị đắng hơn so với mình lặt cái lá bỏ gì nè. Còn bự bự cơ mà còn ngon. Mình lặt hết lá gì mình hấp nó sẽ ngọt á, ngọt mà nó không còn có bị đắng nữa. Mình để đá mình ăn cũng được nhưng mà hấp nó hơi bị đắng nha. Còn em lặt lá gì là hấp nó sẽ ngọt. Hai con đám gì mà cũng được như gỗ. Ông bự bự không? Ông to to không? Đừng gỗ gì hấp cũng được nợ canh nè. Rồi em đi bắt nước rồi mọi người ơi. Bắt nước lên đặng mình nấu canh. Cá này em sẽ lấy mấy con cá củ phi nè mọi người, em sẽ ốp mỏng mỏng nha. Mấy cá củ phi này nè em sẽ cái gì nè. Đặng mình ốp đặng mình họ mình chiên nha. Để mấy cá này qua đây mình ốp. Ốp cho nó hơi mỏng mỏng nè mọi người, rồi mình chiên ăn ngon. Có cá chốt nè, cá chốt mùa này trứng chí xạo luôn. Cá chốt đầu mùa luôn á. Con này con nấy trứng chí xạo luôn. Có mười là gài là gà cá đi. Cá chốt với cá rô phi này em sẽ chiên, còn mấy con cá cái này em sẽ nấu cá hấp với rau ngổ à. Có được cá rô, một con cá rô duy nhất. Có được con cá rô một. Bữa nay ăn cây nạc, cây nhà nó vừa mưa hoài, không có ai bán hàng bông chân đi ra vườn hái mới rau ngổ cho nó canh luôn. Miếng muối với miếng bột ngọt vậy cho nó hơi mặn mặn. Chiên ăn với canh nó sẽ bắt. Thêm miếng bột ngọt vô. Tí xíu hạt nêm nữa. Rồi mình trộn đều lên. Mình ốp trong vòng 15 hoặc là 30 phút rồi mọi người. Cái bắt đầu mình chiên nó sẽ thấm nó ngon.
này mưa hoài luôn mọi người ơi, dở dớt được bao nhiêu đây là ngon rồi đó. À, cái này là dở dớn phần nữa nè mọi người, còn dăng rứa phần nữa. Rồi mình ớt mình để gì tầm khoảng 30 phút là thấm rồi bắt đầu mình bắt lên chiên. Nước nó sôi rồi mọi người ơi. Nó sôi rồi em thả cá vô. Nêm tí xíu hạt nêm. 2 muỗng hạt nêm. Ngọt. Khi nào mà chín cá thì mình để con ngổ vô. Miếng muối nữa. Ai có ăn được thì nên được. Bên đây em bắt cái chảo lên lên chiên mấy con cá thì được. Khi dầu nó sôi rồi thả cá vô. Ồ, cá củ vi hết chiếc bự luôn á. Tranh thủ cái nồi đó nó sôi bọt mình hất bọt. Nó ba bọt rồi mọi người, mà nó không có bị hôi cá nè. Sau đây nó lên bọt quá luôn. Cá nó chín rồi mọi người ơi, thả vô mổ vô. Cho mổ cộng bự bự. Chín năm mổ là mình tắt bếp được rồi đó. Sao lên chút à, nó mổ như vậy chứ. Hấp cả mấy nước nước miệng mát lắm. Hấp thêm cái dừa ăn. Được rồi, ngon. Ồ, cái nước tôm mổ nó ngọt lắm mọi người. Cái này có cá lóc đồng nấu ngon hơn nha mọi người ơi. Mà cái đất đồng chỗ em khó kiếm quá. Có cái đất đồng á mình nấu thịt nó sẽ ngọt hơn á. Rồi với cái vị tới bên đây chảo ha, cá cũng vàng cũng chín rồi nè, vàng chút nữa là được rồi. Cái này là cá rô phi với cá sặc gần nè mọi người. Em dặn lớn với em dạy nhớ. Giờ dặn lớn dính mớ với dạy nhớ dính được mớ. Em dưới trong cái khuôn mà đắt chét người ta không có xạ mọi người. Người ta để chét á. Giờ có mưa nó lên như là mùa nước lũ vậy đó. Dặn lớn rồi dính ngắt kìa. Cá mình muối á mọi người, mình muối mình chiên cho nó vàng thì nó ngon nè.
tại vì ăn 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 cái canh đó mọi người mình thấy muối cá không hẳn ăn nó ngon, còn nếu không bình thường mình ăn đi thì mình sẽ chiên cá tư rồi mình làm nước mắm á. Đi cái này tính là mọi người tắt nước rồi. Cho ra dĩa luôn. Ôi cái nè. Ui. Ngon quá. Ngon quá mọi người ơi. Nãy giờ em làm chín rồi mọi người, em mời cả nhà dùng cơm với em nha. Món cái nhà cái giường cả nhà ơi. À thử một miếng cái gu phi đi. Cái giòn ngon quá. Mặn 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 ngon mọi người, hấp muối mặn mặn muốn ngon mổ. Ôi nó có quê tuy nó có vị đắng nhưng mà nó có vị ngọt luôn. Hấp thử miếng nước. Ngon quá. Con còn cái gơ một này mọi người, em phải ăn cái gơ. Cái gơ luôn. Cái gơ đậu mùa nè, nó có mùi này dài nè, nó ấu nè. Cá này là dính lưới. Thịt cá ngọt mọi người ơi, hấp cái gơ mổ này chiên nó đắng nhưng mà nó ngọt. Cá ngọt ngay luôn á. Cái này rau dỗ rau mổ của nhà em trồng nè nên trồng nó cũng to to như thế này nè. Sau này kênh Thông Nữ Cần Thơ của em là chuyên về nấu những món ăn đơn giản, mọi người mong cả nhà theo dõi ủng hộ em nha, để em có động lực ra video tiếp theo mọi người. Rau mỡ này mọi người để lá ăn cũng được nữa nhưng mà nó hơi bị đắng á, còn mình lặt cái cọng thì không là mình ăn nó không có đắng. Mình nấu cá mà chín cá rồi mọi người á, mình để con mỡ rồi, tại vì con mỡ dễ chín lắm, để vô thì sau đây xúc là chín này. Mình để nước cá rồi nó mềm cộng con mỡ ăn đúng không. Cái khoai chiên kia này có cái vị giòn ngon quá, béo. Bốn con cá muốn đại dĩa.
Vợ cộng con ổi này ăn nó ngọt phải nói luôn. Hấp chiếc cá, mình hấp chiếc cá ăn ngon quá à. Cái nào rửa giúp với Lan, với Kim, với Kênh, với Kem, với Kênh, 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 với